Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em một dự án launcher thứ 19 trên sàn Binance nha các bạn. Việc bán mã thông báo TKO cho tất cả người dùng trên sàn, cho tất cả cộng đồng người dùng cũ và người dùng mới trên sàn Binance các bạn. Thì mã thông báo nó việc nó launcher việc ghi số dư bi của bạn là kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2021 các bạn. Thì bạn nào có tiền thì mua cái đồng BNB Smart Chain lưu giữ trên sàn Binance đi bạn, để mua token TKO nè các bạn. Với mã thông báo là với giá là 0.1 USD nè các bạn. Thì dự án này các bạn sẽ mình sẽ khẳng định các bạn là từ ít 5 tới 10 tài khoản tài sản các bạn, thì trên sàn Binance các bạn. Thì token TKO này nó có chương trình airdrop là trên sàn Sofiban Wallet các bạn, của dự án của Indonesia đó các bạn. Thì đến khi mà thông báo việc thì link video dự án thì mua đấy với phần link mô tả, thì các bạn vào các bạn đọc và các bạn tìm hiểu nha các bạn, vì trong thời gian ngắn mình không thể nào mà nói hết được. Thì các bạn cứ việc lưu giữ là từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4 thì các bạn giữ số dư BNB trên sàn Binance đi các bạn. Tới ngày ra mắt bán là token TKO thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn mua token TKO này với giá official trên sàn Binance các bạn. Con này mình thấy tổng cung của nó là cũng phần để coi tổng cung nó bao nhiêu các bạn. Tổng cung mình phải qua sàn Binance các bạn ơi. Rồi các bạn mở cái địa chỉ, mở app Binance của mình ra các bạn. Tổng cung của con này tới 50.000 đúng ta, 500.000 token TKO. Nhưng sau này nó sẽ thiêu hủy bớt một nửa nữa các bạn, vì token mới ra mắt. Rồi sau này thì anh em bấm vào, chỉ việc bấm vào một launcher các bạn. Thì video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn mua nha các bạn. Ok, như vậy mình đã giới thiệu cho các bạn tham gia dự án mua token là dự án launcher thứ 19 trên sàn Binance đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình, và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.